Xin chào các thầy cô giáo. Hôm nay thầy Hùng sẽ chia sẻ với các thầy cô giáo và các bạn cách để chúng ta có thể tạo ra một loạt các phòng học trực tuyến theo lớp học của một trường hoặc là các phòng học Zoom trực tuyến theo từng giáo viên mà không bị giới hạn thời gian 40 phút cũng như tăng cái số lượng học sinh có thể tham gia học tập ở trong một buổi lên đến 100 em học sinh. Thì để làm được việc này thì các thầy cô giáo và các bạn chúng ta cần có một cái địa chỉ email tên miền tế hoặc là địa chỉ email của ngành giáo dục. Thì đây tôi sẽ ví dụ chúng ta sẽ sử dụng cái email của ngành giáo dục vào có trên trình duyệt web hanoi.edu.vn. Các thầy cô giáo vào cái email nội bộ. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập cái email, một cái email của cá nhân hoặc của trường mình. Zoom, các thầy cô mở Zoom này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập vào cái địa chỉ email. Ví dụ ở đây là C2 Phú Cát gạch ngang đây, mèo gốc này, thì chúng ta có thể tạo ra một loạt cái phòng học Zoom theo lớp học hoặc theo giáo viên. Ví dụ ở đây tôi tạo theo lớp học ngành học cộng và thêm là dòng chữ, ví dụ như là 9A6 chẳng hạn. Đây, chúng ta ấn vào đăng ký, ta chọn ngày tháng năm sinh, chúng ta có thể lấy lại một cái ngày tháng năm sinh nào đó. Tất nhiên chúng ta để độ tuổi trên 18 tuổi và dưới 60 thôi. Ta chọn tiếp tục. Ta xác nhận. Cho vào hộp thư đến. Và chúng ta chọn kích hoạt tài khoản Zoom. Ta nhập tên, vậy là lớp. A6. Là mật khẩu, đây chúng ta có thể để mật khẩu đảm bảo đúng quy định. Đăng ký cho tổ chức giáo dục, chúng ta chọn có, ta chọn hết đồng ý các điều khoản của Zoom, ta chọn tiếp tục. Tôi không phải người máy, bỏ qua bước này. Chúng ta có thể bước vào họp ngay.
Ta chọn cài đặt. Như vậy chúng ta đã có thể vào được, tạo được cho mình một cái phòng phòng học Zoom và không bị giới hạn thời gian. Không bị giới hạn thời gian thật cô nhé. Và tương tự như vậy chúng ta có thể lặp lại để tạo ra được rất nhiều các cái phòng học cho các lớp cũng như các giáo viên của toàn bộ của trường. Chỉ cần có một cái tài khoản giáo dục của trường hoặc của một cá nhân chúng ta phải tạo ra được. Hy vọng rằng những chia sẻ và hướng dẫn trên đây sẽ hữu ích cho các thầy cô trong quá trình dạy học trực tuyến trong những ngày học sinh không đến trường, chúng ta dạy trực tuyến này. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở những video lần sau.